Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, trong một môi trường nếu bản thân quá mạnh mẽ, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến. Vì vậy, tiếp tục với series, nhưng anh chàng giả yếu giả đuối để che giấu sức mạnh thực sự. Và hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime có main giả vờ yếu ớt, mặc dù bản thân cực kỳ mạnh phần 2 nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bạn ấn tượng nhất với nhân vật nào hay là bộ anime nào nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10, Bloodlust, thể loại hành động hài hước seinen siêu nhân Vampire Demons. Stars Charlie Blood là một ma cà rồng mạnh mẽ cai trị quận phía đông của thế giới quỷ. Theo tin đồn, anh ta là một con quái vật khát máu và tàn nhẫn. Nhưng thực tế, Stars chỉ là một otaku bị ám ảnh bởi văn hóa Nhật Bản và hoàn toàn không quan tâm đến máu người. Giao việc quản lý lãnh thổ của mình cho thuộc hạ, Stars dành thời gian để loay hoay, đắm chìm vào anime, manga và game. Khi Fuyumi Yanagi, một cô gái Nhật Bản vô tình lang thang và đi qua cánh cổng dẫn vào thế giới quỷ, Stars vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay khi anh bắt đầu cảm thấy một sức hút khác thường đối với cô, lãnh thổ của anh bị tấn công và vô tình gián tiếp dẫn đến cái chết của Fuyumi. Cô biến thành một con ma lang thang và Stars thề rằng sẽ hồi sinh cô vì điều này có nghĩa là có thể du hành đến thế giới của loài người, điều mà anh ta luôn mơ ước. Bloodlust, theo chân Stars, Fuyumi, sớm được tham gia bởi pháp sư không gian Bell và người nửa sói Wolf khi mà họ chu du để tìm ra một phép thuật có thể khiến cho con người sống lại. Số 9, Arata Kangatari, thể loại Adventure Fantasy Shonen. Từ khi vẫn còn là một cậu bé của một gia đình quý tộc ở Amawakuni, Arata đã luôn mong muốn điều khiển cuộc sống của chính mình, cho đến khi lời nói của công chúa đang ngày một yếu đi đến thành phố của cậu. Không biết đến cậu ta, ba của Arata đã tuyên bố cậu ta là nữ từ khi sinh ra. Và bây giờ không có cô gái nào khác kế vị công chúa từ gia tộc Hime, cậu ta trở thành người kế vị ngai vàng. Ngụy trang thành một người phụ nữ để chờ đợi người thay thế được tìm thấy, Arata chứng kiến một vụ ám sát công chúa bởi không ai khác chính là người bảo vệ của chính cô, Twel Shinsho. Với tội ác gắn lên đầu, buộc Arata phải trốn trong rừng Kando, nơi mà người ta nói rằng không ai vào đó có thể trở về. Trong khi đó, người Nhật Bản thời hiện đại, Arata Hinohara khao khát thoát khỏi sự tàn nhẫn của người bạn cùng lớp. Nghe thấy tên mình được gọi từ một con hẻm, anh ta lang thang đến con đường của mình và vô tình chuyển vũ trụ với Arata từ Amawakuni. Với sức mạnh như một chiến binh Shou được đánh thức, cậu ta có thể sử dụng Hayagami, vũ khí với sức mạnh của các vị thần, và cùng với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành mà cậu ta gặp trong hành trình của mình, Hinohara bắt đầu khôi phục trật tự cho thế giới mới này. Số 8, Radiant, thể loại hành động phiêu lưu phép thuật fantasy. Nemes, những thực thể ma quỷ mạnh mẽ và bí ẩn rơi xuống từ trên bầu trời làm bốc hơi bất cứ thứ gì mà chúng chạm vào. Những người duy nhất có thể chiến đấu với những sinh vật này là pháp sư. Những người sống sót sau cuộc chạm trán với Nemesis nhưng bị lây nhiễm trong những cuộc chiến này. Seth, một pháp sư đến từ đồi Pompo, bắt đầu một cuộc phiêu lưu để tiêu diệt tất cả các Neme. Đồng hành cùng anh là Doc và Melie, những pháp sư chia sẻ lý tưởng với anh. Mục tiêu chính của họ là mang đến một thế giới nơi các pháp sư không còn bị bức hại vì bị lây nhiễm và đến cuối cùng mong muốn tiêu diệt nguồn gốc của Neme, The Mythical Radiant. Số 7, Saiki Kusou no Seinen, thể loại comedy school shonen slice of life supernatural. Đối với người bình thường, khả năng ngoại cảm có vẻ là một phước lành. Nhưng đối với Kusou Saiki, điều này lại thực sự đang được sở hữu bởi chính cậu. Được ban tặng rất nhiều khả năng siêu nhân, từ thần giao cách cảm đến tầm nhìn tia X, Saiki thấy điều mới khác gọi là phước lành, không là gì ngoài một lời nguyền đối với anh. Khi tất cả những bất tiện mà sức mạnh của anh gây ra liên tục chồng chất, tất cả những gì mà Kusou nhắm đến là một cuộc sống bình thường, không rắc rối, một cuộc sống mà sự bình thường là hạnh phúc. Thật không may, cuộc sống của một nhà ngoại cảm rất xa với điều đó. Mặc dù Kusou cố gắng tránh xa mọi rắc rối bằng cách giữ bí mật sức mạnh của chính mình với các bạn cùng lớp, nhưng mà cuối cùng anh ta lại vô tình thu hút sự chú ý của rất nhiều những nhân vật kỳ lạ.
Ricky Nando, não tôm mặt giang hồ, và Shun Kaido, một cô gái ảo tưởng. Buộc phải đối phó với những sự đen rồ của những người xung quanh, Kusou nhận ra rằng cuộc sống bình thường mà anh ta đã cố gắng phấn đấu giành được là khó hơn rất nhiều so với dự kiến. Số 6. Classroom of the Elite, thể loại hài hước học đường romance. Nhìn bề ngoài, môi trường sống trong trường trung học phổ thông Kodo Ikusei là một điều không tưởng với mọi người. Các học viên được tự do gần như ở mức tối đa, và nó cũng là một môi trường được xếp hạng cao hàng đầu ở Nhật Bản. Tuy nhiên, thực tế bên trong khác hoàn toàn so với vẻ bề ngoài tự do đó. 4 lớp từ A đến D được xếp hạng bằng điểm, và chỉ những lớp hàng đầu mới được đối xử thuận lợi và được nhà trường cấp cho nhiều điểm, và điểm có thể mua được tất cả mọi thứ ở ngôi trường này. Kiyotaka Ayanokoji, một thanh niên có quá khứ hết sức bí ẩn, với điểm số trung bình tuyệt đối, vì vậy cậu bị xếp vào lớp D, nói về tình trạng tồi tệ nhất trong trường. Ở đó, cậu ta gặp Suzune Horikita, người tin rằng cô bị xếp vào lớp D là do nhầm lẫn và mong muốn được leo lên lớp A. Và thần tượng của lớp dường như rất thân thiện, Kikyo Kushida, với mục đích là kết bạn càng nhiều càng tốt. Trong khi thành viên của lớp là vĩnh viễn, thứ hạng của lớp thì không, học viên trong các lớp xếp hạng thấp hơn có thể tăng thứ hạng nếu mà họ đạt điểm cao so với những lớp trong top đầu. Ngoài ra, trong lớp D, dường như tất cả học sinh đều là những kẻ có vấn đề, nên mới được xếp vào đây. Trong môi trường học cứ ngỡ là tự do, nhưng lại thực tế đến mức khốc liệt này, họ có thể chiến thắng các bài kiểm tra giữa các lớp và đạt đến đỉnh cao hay không? Số 5. Katana Gatari, thể loại hành động phiêu lưu romance lịch sử martial arts. Ở Nhật Bản, thời kỳ Edo có nhiều phong cách chiến đấu bằng kiếm khác nhau, trong đó Shichika Yasuri sử dụng một cách độc đáo nhất. Kyo Teryu, một kỹ thuật mà trong đó cơ thể của chính người dùng được sử dụng như một lưỡi kiếm. Người đứng đầu thứ 7 đầy bí ẩn của ngôi trường Kyo Teryu, Shichika sống lặng lẽ lưu vong cùng với người em gái Nanami của mình. Cho đến một ngày, một chiến lược gia đầy tham vọng và điên cuồng, Togame, lao vào cuộc sống của họ. Từ chối một cách thẳng thừng yêu cầu giúp đỡ trong nhiệm vụ để thu thập 12 thanh bảo kiếm, được gọi là Deviant Blade, lưỡi kiếm tà đạo, cho mặc phủ. Shichika chỉ chấp nhận, quan tâm đến bản thân cô gái hơn là vấn đề chính trị nhỏ mọn, và bắt đầu một cuộc hành trình của mình. Đứng phía bên kia của họ là những kẻ sử dụng những vũ khí huyền thoại, cũng là những thực thể đói khát quyền lực, đang tìm cách để cản trở mục tiêu của Togame. Để chiến đấu với kẻ thù của họ, bộ đôi phải trở thành một đội mà không thể phá vỡ khi mà họ tiến lên phía trước trên con đường đầy rẫy những nguy hiểm. Số 4. Clamshell Regios, thể loại hành động superpower siêu nhân. Trong một thế giới hậu tận thế tràn ngập những quái thú đột biến được gọi là Limbicun hay quái vật Fifth, loài người buộc phải sống ở các thành phố di động được gọi là Regios và học cách sử dụng vũ khí đặc biệt gọi là Dite bằng cách khai thác sức mạnh của Kay để tự vệ. Tại thành phố học viện Juni, Leifon Asef đang hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới để quên đi quá khứ của mình. Tuy nhiên, quá khứ của anh ta đã thu hút sự chú ý của Karian Loss, chủ tịch hội đồng sinh viên, và Nina Antok, một sinh viên nghệ thuật quân sự và đại úy của trung đội nghệ thuật quân sự 17, người ngay lập tức nhận ra khả năng của anh ta và quyết định anh ta là ứng cử viên hoàn hảo để gia nhập nhóm của cô. Tuy nhiên, với một quá khứ bí mật sẽ không để anh ta yên và sức mạnh bí ẩn không xác định vượt quá mức bình thường, Leifon không thể không chiếm lấy nó. Số 3. Plunderer, thể loại Action Echi Fantasy Shonen. Asia là một thế giới được quản lý bởi Count, những con số được khắc trên cơ thể của một người, đại diện cho bất kỳ số nào liên quan đến cuộc sống của họ. Những Count này xác định địa vị xã hội và quyền lực của một người ở Asia. Nếu một Count bằng 0, người đó sẽ được gửi đến Abyss, một nơi được đồn là tồi tệ hơn cả cái chết. Hina, một du khách có Count, dựa trên quãng đường một cô đi, đã chứng kiến mẹ mình bị kéo xuống Abyss. Quyết tâm thực hiện ước nguyện cuối cùng của mẹ mình,
cô bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những người anh hùng Aces, huyền thoại của cuộc chiến xảy ra 300 năm trước. Mang một ngôi sao trắng bên cạnh Count của họ. Trong khi đi lang thang, Hina bắt gặp Lichback, một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn với Count âm, và Nana, chủ sở hữu một quán rượu. Giữa lúc có một khoảng thời gian vui vẻ, Hina bị lừa vào một trận chiến với một người lính quân đội. Tuy nhiên, bất chấp tính tiêu cực của mình, Leitch đã cứu Hina và tiết lộ rằng anh ta cũng có nhân cách khác, một người có ngôi sao trắng, một trong những huyền thoại AC. Plunderer dõi theo hành trình của Hina và những cư dân khác ở Asia khi mà họ khám phá ra sự thật về thế giới của họ. Abyss và AC's huyền thoại. Số 2, Saizaku Mohai no Bahamut, thể loại action harem, supernatural romance echi fantasy mecha school. Lux, một hoàng tử trước đây của một đế chế mang tên Arcadia đã bị lật đổ qua một cuộc nổi dậy 5 năm trước đó. Lux vô tội trong việc nhìn trộm một cô gái trong nhà tắm ký túc xá nữ, và đó là công chúa mới của vương quốc Lisha đang khỏa thân và phải gánh chịu cơn thịnh nộ của cô. Lisha sau đó thách thức Lux đến một cuộc đấu Candy Ride. Sau cuộc chiến, cậu ta được chuyển đến và gia nhập vào Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia Academy, nơi mà chuyên đào tạo Drag Knight, và trong đó toàn bộ đều là nữ. Candy Rice là một vũ khí cơ khí bọc thép cổ xưa đã được khai quật từ di tích trên toàn thế giới. Lux đã từng sử dụng một Candy Rice có tên là Bahamut và được mệnh danh là người mạnh nhất Drag Knight. Nhưng bây giờ anh ta lại được biết đến như là kẻ yếu bất bại. Tại sao cậu ta lại che giấu đi sức mạnh thực sự của mình? Và mọi chuyện ra sao thì mời các bạn đón xem nhé! Số 1, Akashic Records, thể loại Action Magic Fantasy School. DC Asano là nơi có một trong những trường học phép thuật nổi tiếng nhất trên thế giới, Học viện Ma thuật Hoàng gia Asano. Tại đây, những học viên trẻ đầy tham vọng trải qua đào tạo để trở thành những pháp sư giỏi. Sixteen Fable, một cô gái trẻ quý tộc nghiêm khắc, và cô bạn thân Romia Tango, hiền lành tham dự học viện, quyết tâm trau dồi kỹ năng ma thuật của họ. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi 180 độ khi mà giáo viên yêu thích của họ đột nhiên nghỉ hưu và Glenn Radas bí ẩn thay thế anh ta. Thái độ lười biếng thờ ơ đã thế lại còn rất bựa của Glenn đối với cuộc sống và ma thuật nhanh chóng khiến anh ấy bất hòa với cô gái nghiêm khắc Sistine. Sau đó, các thế lực bất chính ẩn trong các bức tường của đế chế bắt đầu hoạt động và Sistine, Rumia và Glenn bị quấn vào các âm mưu của chúng. Bộ anime này theo chân Sistine, người bị thu hút bởi một lâu đài nổi bí ẩn trên bầu trời, Rumia, người bị ám ảnh bởi một quá khứ đầy rắc rối, và Glenn, người đã từng là pháp sư hoàng gia. Mặc dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đã bị quấn lấy nhau bởi sợi dây số phận. Trên đây là top 10 anime có main giả vờ yếu ớt mặc dù bản thân cực kỳ mạnh mẽ phần 2 mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thằng Ngọc Anime biết để mình cập xuất cho mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đi nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Xin thành cảm ơn các bạn. Bye bye.